chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày 23 tháng 7 trên kênh VTC 14 đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì mưa lớn đã lan rộng ra cả nước và gây thiệt hại ở nhiều nơi. Tại miền núi phía Bắc thì mưa lớn đã làm sạt lở nhiều tuyến đường, tốc mái gây hư hỏng nặng nhà dân cũng như là trường học. Mưa cũng đã phá hỏng nhiều kênh mương thủy lợi, khiến hàng trăm hecta hoa màu của người dân bị mất trắng. Còn tại phía Nam thì mưa lớn trong suốt 3 ngày vừa qua đã gây ngập úng trên diện rộng tại địa bàn thị xã Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước. Tại Bình Thuận thì mưa lớn cũng đã gây ngập úng nhiều nơi, gây thiệt hại lớn đến diện tích hoa màu, hàng trăm hecta lúa sắp thu hoạch và đang trong giai đoạn trổ bông bị gãy đổ, nhiều tuyến đường cũng đã hư hỏng nặng. Nguyên nhân là do giải hội tụ nhiệt đới hiện có trục đi qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông. Trong những ngày tới thì giải hội tụ này có xu hướng sẽ di chuyển lên phía Bắc và đi qua các tỉnh Bắc Bộ. Toàn khu vực sẽ tiếp tục có mưa rào và dông. Tuy nhiên thì giải hội tụ này hoạt động với cường độ không ổn định, thường hoạt động mạnh về đêm và sáng sớm nên mưa cũng tập trung nhiều vào thời điểm này. Lượng mưa được dự báo là sẽ tập trung nhiều tại các tỉnh khu vực vùng núi, có nơi thì sẽ diễn ra mưa vừa mưa to. Và đến khoảng ngày 26 khi mà giải hội tụ này có dấu hiệu hoạt động mạnh dần thì mưa có khả năng sẽ tăng hơn về diện và lượng. Mưa lớn nhiều ngày, đất ngấm nước rất dễ dẫn đến tình trạng sạt lở. Tuy nhiên thì nguy cơ không chỉ dừng lại ở sạt lở đất, nhiều khả năng lũ quét có thể xảy ra. Vì vậy người dân vùng núi cần tiếp tục đề phòng. Còn đối với các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ thì trong chiều tối nay cho đến sáng ngày mai, giải hội tụ này vẫn có khả năng sẽ gây ra mưa rải rác cho khu vực. Tuy nhiên thì lượng mưa sẽ giảm dần và chỉ xuất hiện ở một vài nơi với lượng không nhiều. Sau đó, khi giải hội tụ di chuyển lên phía Bắc, thời tiết tại các tỉnh thành khu vực miền Trung sẽ có sự chuyển biến tích cực hơn. Mưa giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện rải rác tại các huyện ven biển. Còn ban ngày trời chuyển nắng nhiều hơn và nền nhiệt có xu hướng tăng dần trở lại. Tới ngày 26, thì các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến khu vực Thừa Thiên Huế có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có thể chạm ngưỡng 35 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì gió Tây Nam tiếp tục gây mưa nhiều cho khu vực này trong chiều tối nay. Từ ngày mai thì đới gió này sẽ có dấu hiệu suy giảm hẳn tại khu vực Tây Nguyên. Còn tại khu vực Nam Bộ thì mưa cũng chỉ tập trung tại các tỉnh ven biển. Sau đó thì khoảng ngày 26, đới gió Tây Nam hoạt động mạnh dần thì mưa sẽ lại có xu hướng tăng lên. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong 3 ngày tới. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều có lúc trời giảm mây hứng nắng, thời tiết khá dịu mát với nhiệt độ ban trưa ở dưới ngưỡng 33 độ. Còn tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong 2 ngày tới sẽ có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có lúc giảm mây hứng nắng. Từ ngày 26 thì mưa sẽ có xu hướng tăng hơn tại các tỉnh khu vực phía Đông Bắc với nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới phổ biến từ 31 đến 33 độ. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì mưa chỉ còn xuất hiện trong sáng ngày mai, sau đó sẽ giảm hẳn và trời chuyển nắng nhiều hơn vào ban ngày. Nhiệt độ tăng dần, cao nhất ngày mai sẽ dao động từ 31 đến 33 độ và sang đến ngày 26 thì có nơi sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ ban trưa sẽ tăng lên ngưỡng là 35 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thì mưa chỉ còn xuất hiện tại các tỉnh khu vực phía Bắc trong sáng ngày mai, sau sẽ giảm dần và trời chuyển nắng vào ban ngày với mức nhiệt ban trưa tăng lên ngưỡng 32 cho đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên trong 2 ngày tới mưa sẽ giảm dần, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi với lượng không nhiều nên nhiệt có xu hướng tăng nhẹ, cao nhất trong ngày chỉ dao động trong khoảng 30 đến 32 độ. Từ ngày 26 thì mưa tăng dần và tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm. Khu vực Nam Bộ trong 2 ngày 24 và ngày 25 thì mưa giảm dần, chỉ còn tập trung tại các tỉnh ven biển, còn ban ngày trời chuyển nắng nhiều hơn với mức nhiệt ban trưa lên ngưỡng 32 cho đến 34 độ. Từ ngày 26 thì mưa rào có xu hướng tăng dần và tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm. Trong những ngày tới, tại thủ đô Hà Nội sẽ có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có lúc giảm mây hứng nắng, nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới phổ biến từ 31 cho đến 33 độ. Trên biển, trong những ngày tới thì khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, thời tiết xấu, có mưa rào và dông với gió Tây Nam duy trì ở mức cấp 5, với tầm nhìn xa tại đây giảm xuống dưới 10 km trong mưa. Còn tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển của quần đảo Trường Sa, gió có lúc sẽ mạnh trên cấp 6, giật trên cấp 6, mưa dông, lốc xoáy và biển động. Các tàu thuyền nên tìm nơi neo đậu an toàn. Bản tin dự báo thời tiết 12 giờ trưa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.